AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay thì Sáu Bạc sẽ trải nghiệm con game mobile có tên gọi là Auto Heroes. Tại sao Sáu Bạc lại trải nghiệm con game này? Bởi vì rất là đơn giản, con game này sẽ được phát hành tại Việt Nam ở trong thời gian tới. Tên gọi khi được phát hành tại Việt Nam của con game Auto Heroes này sẽ là Đấu Trường Star. Đây là một con game do nhà hành TB Game đưa về Việt Nam. Đó, và hôm nay thì Sáu Bạc sẽ trải nghiệm phiên bản tiếng Anh của con game này. Còn bạn nào muốn trải nghiệm thì rất là đơn giản thôi, mình sẽ để một đường link để anh có thể tải game và chơi thử nhá. Con game này có cả trên iOS lẫn Android. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào game đi. Rồi, mình đã tải game và đăng nhập rồi. Ok, bây giờ thì mình đã vào game rồi nhá. Và đây là giao diện chính của con game Đấu Trường Starver này. Các bạn có thể thấy là game nó sẽ thiết kế theo kiểu dạng game nhập vai thể tướng rảnh tay. Cái đồ họa của game thì nó theo phong cách hoạt hình. Và không biết là có anh em nào ở đây đã từng chơi cái con game sinh tồn Don Starver chưa? Thì cái con game Đấu Trường Starver này nó cũng có cái phong cách thiết kế nhân vật tương tự như vậy. Đấy, ở đây chúng ta có tính năng treo máy nhận quà này. Đó, các bạn treo máy nhận quà và các bạn sẽ nhận được những món trang bị và cũng như là lên level. Đây đã level 8 rồi anh em ơi. Đây là phần tướng nhá. Chúng ta sẽ có các tướng và tướng trong game này nó sẽ chia ra làm khoảng 6 thuộc tính. Đó. Và có những cái vai trò khác nhau như kiểu là cung thủ, pháp sư rồi cận chiến các thứ này nọ. Đây là 6 thuộc tính của game này. Ở đây chúng ta sẽ có phần thức tỉnh. Đây phần tướng nhá. Còn đây là phần danh sách tướng này. Danh sách tướng trong game này mình thấy là cũng không quá nhiều đâu, nó chia làm 3 phẩm chất, đó là legendary tướng màu vàng, elite là tướng màu, cái màu này mình cứ gọi là màu xanh đi, và tướng rare tướng màu đồng. Đó, các bạn chỉ có 3 loại phẩm chất này thôi, và cái số lượng tướng thì mình thấy là cũng không quá là nhiều ấy. Đấy, không biết sau này có thế nào nhưng mà hiện tại chỉ như vậy thôi. Về cơ chế chơi thì như những con game thể tướng rảnh tay khác thôi. Chúng ta sẽ treo máy đánh quái này, và các bạn có thể đánh ải lên này tiếp theo bằng cách đấy, chúng ta sẽ đánh ải và các bạn sẽ cố gắng là kích được những cái tướng cùng với cái faction này. Nếu mà dịch ra ấy thì chính xác là phe sẽ tướng cùng phe thì nó sẽ cộng thêm các cái thuộc tính cho đội hình của bạn, ví dụ như là tank này, archer hoặc là royal. Đấy, thì ví dụ như vậy. Thì ở đây thì game này tối đa là 6 tướng nhá, 6 tướng ra trận. Và đây đội hình của mình đây, 6 tướng nhưng mà các bạn sẽ có tận 10 vị trí để sắp xếp đội hình anh em ạ. Đó. Đấy, các bạn này sắp xếp vị trí đội hình đứng ra nó tùy anh em, tùy, nhưng mà thường là tướng tank thì đứng đầu, tướng tank hoặc tướng cận chiến đứng đầu, còn tướng kiểu cung hoặc là tướng hỗ trợ sẽ đứng đằng sau. Đấy, ví dụ mình sẽ vào đánh này, mình sẽ vào chiến đấu nhá. Đây là cái đồ họa, các bạn thấy là nhân vật nó thiết kế theo phong cách hoạt hình. Đấy, khá là lạ, nhưng mà với bạn nào mà từng chơi con game sinh tồn Don't Starve rồi thì sẽ biết cái kiểu phong cách đồ họa như thế này. Trông nó rất là dễ thương. Về mặt hiệu ứng hình ảnh thì mình thấy là đẹp, các hiệu ứng nhân vật chiến đấu khá là đẹp. Đây, mình để tăng tốc trận đấu này, và thậm chí là auto boss. Đấy, mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự động luôn. Đấy, để cái auto push này tức là nhân vật nó sẽ tự động chuyển ải luôn. Còn bình thường thì game nó nhân vật nó tự auto đánh thôi anh em ạ. Đây, mình sẽ đánh tiếp nha. Đấy, các bạn cố gắng là sau kích dòng. Ví dụ như tướng đi, nó chia ra các vai trò như kiểu tanh này, búp máu này, rồi cung thủ này, rồi nó chia ra các cái phe nữa. Như mình đã nói thì có 6 phe tất cả đấy. Các bạn cố gắng là kích dòng lên. Tất nhiên là anh em sẽ có tính năng gọi là tính năng chiêu mộ đâu nhỉ? Đây, chúng ta có tính năng chiêu mộ đây. Thì các bạn sẽ có một số các loại tính chiêu mộ như Royal này, xong rồi Special này, rồi chiêu mộ thường, rồi chiêu mộ tình bạn. Đấy, có 4 loại chiêu mộ thì anh em có thể chiêu mộ tướng ra. Đây, thì sẽ có tỷ lệ nhá. Thường thường là đây, ví dụ như là cái chiêu mộ
Bình thường này thì chúng ta sẽ có 6,66% ra tướng Legendary Heroes, 18,5 ra tướng Elite và 74,84% ra tướng Rare. Sau này về Việt Nam thì cái tỷ lệ tướng này nó cũng như vậy thôi, không có thay đổi gì đâu. Đấy, một số tỷ lệ khác thì anh em có thể ấn vào cái hình chấm than này này, các bạn sẽ xem tỷ lệ quay tướng. Nói chung là đại loại công việc của anh em thì vẫn tập trung vào quay tướng rồi xây dựng đội hình cũng như là nâng cấp tướng thôi. Đấy, một cái cách chơi mình nghĩ là cũng không có gì khó khăn cả. Còn đây là các cái chế độ hoạt động phó bản hàng ngày ở trong game, như kiểu là khiêu chiến này, các bạn để khiêu chiến boss đấy, kiểu dạng leo tháp kiểu 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 như thế. Mình sẽ cho tướng vào, tùy từng map là nó sẽ yêu cầu là các tướng ra trận như thế nào ấy. Đấy, ví dụ này nó chỉ cho 4 tướng thôi, mình sẽ cho 4 tướng vào. Đấy, cũng chỉ là treo máy thôi anh em nhá. Tất nhiên là anh em sẽ ưu tiên những tướng kiểu 5 sao Legend, tướng cam, tướng vàng 5 sao rồi. Thì tư chất nó sẽ khỏe hơn, cái chỉ số ban đầu nó sẽ khỏe hơn, sau này anh em nâng cấp thì nó cũng lợi thế hơn rất là nhiều. Đấy, này leo tháp rồi chúng ta có tính năng như kiểu ri xuống hôn này. Đấy, cũng là để kiếm các cái tài nguyên. Đấy, rất là nhiều cái tính năng này thì chắc là phải đợi bản Việt thì nó sẽ dịch nó sẽ dễ hiểu hơn, nhưng mà đây chủ yếu tiếng Anh thôi, game mới chỉ tiếng Anh thôi. Ngoài ra thì đây là ở trong cái phần kiểu những ngôi làng ấy, các bạn sẽ có tính năng bang hội này, training camp này, bảng xếp hạng này, rồi cái này nhiệm vụ săn thưởng này, như kiểu là các bạn sẽ cử tướng đi làm nhiệm vụ treo máy ấy. Cái này thì nhiều game có rồi, Academy này chưa rõ này, shop này, rồi quà đăng nhập các thứ. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Giờ mình sẽ chơi đánh thêm một chút nhá. Đấy, mình có thể nhận thưởng treo máy này. Đây là phần bảng nhiệm vụ nhá. Túi đồ này, mở hòm. Đấy, mình được các cái mảnh trang bị. Trang bị này thì mình có thể đây để ô chat. Đấy, mình có thể lắp vào cho tướng của mình chẳng hạn. Đấy, lắp tướng rồi mình có thể nâng cấp tăng level lên. Cái việc nâng cấp tăng level này thì cũng hết sức là quen thuộc thôi. Rồi chúng ta sẽ đánh tiếp nha. Chơi thêm một lúc. Về cơ bản thì cái con game đấu trường Starver này là như vậy nhá, nó cũng không có gì phức tạp cả đâu. Cái điểm nhấn lớn nhất của con game này chính là ở cái phong cách đồ họa, theo phong cách hoạt hình rất là ngộ nghĩnh. Và đối với bạn nào mà từng chơi cái con game Don't Starve thì sẽ thấy quen với kiểu phong cách đồ họa. Mình không biết, mình quên mất tên gọi của cái kiểu đồ họa như này rồi, nhưng mà kiểu kiểu như vậy. À, nó như kiểu là ảnh, nó gọi là gọi là phong cách gì nhỉ? Nhưng mà mình quên mất rồi. Rồi. Nhưng mà cái kiểu đồ họa này thì mình thấy là sẽ có thể là rất nhiều bạn sẽ thích. Nó đơn giản thôi nhưng mà nhân vật nó rất là kiểu có nét riêng ấy. À. Rồi chúng ta có tính năng hầm mỏ à? À, chúng ta sẽ vào hầm mỏ đánh này. Đấy, các bạn thấy là hiệu ứng nhìn rất đẹp, mình thấy là hiệu ứng lúc mà nhân vật chiến đấu rất đẹp nhá, rất là nhiều hiệu ứng rất là rực rỡ và sống động luôn. Đấy, mình đang đi đánh cái hầm, hình như là để đi kiếm tài nguyên thì phải. Đó, các bạn thể kiếm được vàng và các nguyên liệu để nâng cấp cho tướng của anh em. Đấy, các bạn thể chưa mở, mình có thể càn quét này, VIP 4 mới có tính năng càn quét. Đây, đây là các tính năng để các bạn đi kiếm tài nguyên nâng cấp cho nhân vật. Đó. Đây có đây, phần nhiệm vụ này. Ồ, mình nhận được một nhân vật mới 5 sao nè. Ok, mình sẽ sử dụng luôn. Ban đầu nếu mà các bạn xác định chơi vui thì các bạn có tướng xịn thì các anh em chơi ưu tiên trước.
Đấy, mình sẽ nâng level lên, chuyển chạm giữ thôi. Rồi, hết nguyên liệu rồi. Rồi, cái nhân vật này của mình là dạng phe kiểu như bóng tối nhỉ, kiểu kiểu này. Rồi rồi, chúng ta sẽ chiến đấu thử nhá, thử cho từ mới ra trận này. Đây mình sẽ ưu tiên, mình sẽ bỏ những tướng lởm lởm ra thôi. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất vẫn phải là kích hoạt được càng nhiều cái hiệu ứng phe thì càng tốt. Đấy. Nói chung là con game này thì mang một cái lối chơi rất là quen thuộc dòng game nhập vai thẻ tướng rảnh tay rồi. Cái đấy thì Sói Bạc sẽ không cần phải giới thiệu nhiều. Cái kiểu đồ họa này nó mang cái đậm cái phong cách Gothic ấy, anh em hiểu cái phong cách đồ họa Gothic không? Nó tạo ra một cái không khí nó hơi u ám một chút nhưng mà thật sự là nó rất là để lại ấn tượng cho người chơi. Ô xong địch khỏe nhỉ. Ui, chết gần hết. Đây này. Đấy, càng lên cao độ khó nó càng nâng cao ấy, anh em phải đi nâng cấp tướng khá là nhiều nếu muốn vượt ải thành công. Đấy, phải đi nâng cấp tướng thôi anh em ơi. Đây mình cũng nâng tướng lên cũng khá là nhiều rồi. Đây, nâng cấp tướng lên này. Hết nguyên liệu để nâng cấp tiếp rồi. Đấy, lại phải cày tiếp. Đây, có 3 nhiệm vụ, anh em có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng nhá, thưởng kim cương. Nếu các bạn chơi vui thì các bạn có thể tích kim cương để có thể nhận thưởng thêm ấy. Nhận thưởng treo máy này. Đây nó vừa đây là cái lúc nãy mình nói đấy, đây là cái phó bản như để các bạn kiếm tài nguyên. Tí sau này các bạn đây đánh lên ải 2.35 nữa sẽ mở thêm tính năng mới. Hiện tại mình đang ở cái ải số 2.16. Đấy phải đánh thêm nữa. Thì nói chung là video này thì mình cũng giới thiệu nhanh thôi, còn khi nào mà đợi cái con game đấu trường Starver này ra mắt ở Việt Nam ấy thì mình sẽ trải nghiệm sâu hơn, sẽ giới thiệu cho anh em các tính năng kỹ càng hơn. Tóm lại thì trong video này thì mình giới thiệu con game này nó sắp về Việt Nam và cũng như cho anh em xem qua về đồ họa cũng như là lối chơi của cái con game này. Thì không biết anh em có cảm nghĩ thế nào về cái con game đấu trường Starver này thì anh em có thể comment ở dưới cho Sói Bạc biết nhá. Ok, thì có lẽ video lần này của Sói Bạc sẽ tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. À đây, nó mở tính năng gì mới này? Shop, cái này shop này mua bán thôi, cũng không có gì cả. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Apka Movie nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở Apka Movie, có mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao.